Chào mọi người, mình là Sitai, đang thi đấu ở vị trí AD cho MBE. Mình là Froggy, người chơi lưng dựa của MBE. Trong cái mùa giải mà em nghỉ ngơi thì em ở nhà với gia đình thôi, còn lâu lâu rồi đi chơi với bạn bè, đi uống cà phê với bạn thôi. Lúc mà ngồi ở nhà coi mọi người thi đấu thì cảm giác kiểu mình muốn được trở lại. Việc lựa chọn MBE làm đội tuyển tiếp theo của mình thì mình muốn thử thách bản thân mình ở vị trí thấp nhất như đã từng làm hồi mới debut. Em nghĩ MBE là một đội tuyển không có thành tích tốt ở các mùa ở trước đó, nên là em quyết định tham gia MBE cùng các đồng đội lập nên thành tích. Froggy với Sai thì hai người cũng từng có kinh nghiệm thi đấu ở quốc tế khá là nhiều rồi, cho nên em thấy hiện tại lối chơi của đội rất là tốt so với những mùa trước. Kiểu cũng mới làm quen với nhau á, thì cũng cần thời gian để mọi người hiểu nhau rồi gắn kết với nhau hơn nhiều. Lúc đầu thì có một chút khó khăn tại vì Sai thì em cũng nghỉ thi đấu một mùa, nên là vô thì cũng hơi mất thời gian để mà bắt nhịp meta mới cũng như là cái nhịp thi đấu. Em và Sai lúc mới vô thì cảm giác là rất là khó để gọi là nói chuyện với nhau. Khoảng chừng một tuần đến hai tuần sau tụi em mới bắt đầu kiểu như là có thể mở lòng được với nhau với lại quen được á. Khi mà một đội tuyển có những thành viên mới thì sẽ có một chút thay đổi về lối chơi. Tuyển thủ nào cũng có cái lối chơi riêng của mình thì mình sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để hiểu được lối chơi của nhau và chốt lại mình nên chơi như thế nào. Hello mọi người, em là Nogo, em là người đi đường giữa của MBE. Tên ban đầu của em lúc lên thi đấu thì em là Nogo, nhưng mà sau một năm thì em có đổi tên, em thấy không có thuận lợi lắm nên em muốn về lại tên cũ. Có sự góp mặt của anh Ad thì em cảm thấy cũng hay cho em, là em học được nhiều thứ của anh Ad. Kiểu em với anh Ad hay trao đổi nhiều thì em thấy cũng khá là hay. Đến mùa hiện tại thì em nghĩ là đội hình Tê Đức đang là ổn nhất, nên là em muốn đối đầu với cặp boss của Tê Đức nhất. Mục tiêu của em như là cả đội luôn là top 4, nếu mà tiến xa được nữa thì tốt. Thật ra em muốn đối đầu với Gam nhất, bởi vì Gam có cặp boss cũng là đồng đội cũ của em. Đội anh muốn gặp mặt nhất thì chắc chắn là Gam. Nhất là đội tuyển cũ của anh, thứ hai là anh cũng thân với Elio, với lại bên đó thì mới chuyển nhượng Emo từ MBE qua, nên là cũng muốn đối đầu với Gam mà Emo đánh trận đó. Hy vọng là em sẽ thích nghi và thi đấu tốt tại Gam. Chúc Emo cố gắng hơn để được đánh chính. Ác ghê. Mình nghĩ mình muốn đối đầu lại với Viking, vì đó là đội tuyển cũ của mình. Mình muốn xem thử họ đã thay đổi như thế nào. Anh không biết đường dựa của mình sẽ như thế nào. Thắng hoặc thua không quan trọng, anh nhất định sẽ xuống thăm đường dưới của em. So good. Rồi xong kìa. Hôm nay thì là buổi đầu tiên để quay trailer cho MV. Cảnh này là cảnh đầu tiên là để lấy cái cảnh mình chạy để đi tập hợp các đồng đội lại để tạo thành một team. Không biết là bạn đánh giá như thế nào về cái đội hình MV mùa này? Thì mình nghĩ là các đồng đội của mình ở hiện tại thì cũng khá là trẻ, kiểu chưa có nhiều kinh nghiệm á. Mình nghĩ là chắc cần một hai mùa để có kinh nghiệm nhiều hơn. 3, 2, 1 Run. Em đang làm gì vậy ạ? Em đang tập phim này. Mọi người cũng thấy em đang tập thôi. Nội dung năm nay trailer của bọn mình là bọn mình đang luyện tập ở phòng gym thì có hai đồng đội để góp sức cho mình vào mùa giải này. Hai đồng đội này chắc là cũng nhiều bạn biết và hai người này có khá nhiều kinh nghiệm ở trên chiến trường rồi, cho nên là mình nghĩ là bọn mình sẽ cố gắng tập luyện cùng với hai đồng đội đó để có một cái thành tích mới ở trong mùa giải mới. Đạo diễn sao em hết chơi đồ đi đây. Evolution
có nghĩa là sự tiến hóa. Thì MBE muốn hướng đến việc tiến bộ không những ở trong việc chơi game và những lĩnh vực khác ngoài đời sống như là tập thể dục, tập gym. Trời ơi. Ở cái trong cái trailer này vai trò anh là gì? Anh à, đứng nhìn hết. Ý nghĩa là anh là người nhìn thấy tài năng của hết, không tuyển vô team. Tại sao kiểu mọi người đều tập luyện gần lực mà anh không tập luyện gì hết vậy? Tại vì anh cụ vận động viên mà chấn thương nhiều cho tập hết nổi. Đó bây giờ tại sao mọi chứ đi xe lăn? Hồi xưa thi đấu ngôi xưa có đai không? Có đai gì không? Cái đen đấy. Huy chương vàng quốc gia. Huy chương vàng quốc gia. Ờ. Quá nhanh chào anh. Dạ. 3, 2, 1, nhảy. Nhảy. 3, 2, 1, nhảy. Rồi thử làm ơi. Thôi ta cứ làm đi cả. Hết đó đi, không dính đâu. Rồi cỡ này trophies but no chains on the neck. No. Got a couple Cardis, we don't flirt with the guests. Rồi mở khung đều nữa chứ còn chạy nước. Chạy nước. Đúng rồi. Chạy nước rồi. Nó hay lại không? Hả? Ok. Được chưa? Rồi. Xong. Xong rồi. Xong. Mọi người hãy cùng đón chờ sự trở lại của mình cùng MB nhé.